ក៏ជាផងសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូអរគុណហើយខ្ញុំបង្កើតវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងអំពី writing skill ដែលយើងបន្តភាគតាមពីមេរៀនទី42តាមពីម្សិលមិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមេរៀនទី43ហើយអញ្ចឹងឃើញថាមេរៀនរបស់យើងគឺច្រើនទៅខ្លះទៅហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជា clear ណាបាទឲ្យមានប្រយោគដូចជាមកប្រយោគវិញខ្លីឯងអឺគេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទរៀនទៅផ្សេងអ្នកគ្នាពីរបស់ភាសាខ្មែរឬពី clear ភាសាខ្មែរទៅជា clear នៃភាសាអង់គ្លេសទីមួយគណៈបកប្រឆាំងធំផងនៅកម្ពុជាបើសិនមកគេស្អីអញ្ចឹងយើងស្អីតែមិនបាទគណៈបកប្រឆាំងធំផងនៅកម្ពុជាយើងដាក់ថាឈប់គណៈបកប្រឆាំងធំផងនៅកម្ពុជាthe like guess ba the like guess instead of the like guess opposition ne ba opposition chap that no preach okay ba opposition opposition party គឺគណៈបកគេនិយាយចាំមក the like opposition party in Cambodia បាទ in Cambodia អូខេអឺបើសិនបើយើងមិនចង់ទៅសេអញ្ចឹងណាយើងអាចទៅសេ style អញ្ចឹងក៏បានដែរអ្នកនាងយើងអាចទៅ the Cambodia ដាក់ apostrophe s មួយមកហើយមកទៅ like as យើងអាចដាក់ថា the ទៀតទៅពួក the នៅខាងដើមហ្នឹងយល់ទេបាទយើងដាក់ the នៅខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបាទទេបាទអញ្ចឹងយើងបាត់ថា the Cambodia like as opposition party បាទប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយឥឡូវមកចំណុចទៀតបាទដាក់នេះស្ញាស្មាមកឬក៏យើងដាក់ក្រុមក៏បានអូខេស្មាក្រុមបង្កបញ្ហាប្រឈមមិនធ្វើចំពោះការដោះដាច់អំណាចបង្កបញ្ហាអញ្ចឹងអាពេលតែបង្កបញ្ហាអង់គ្លេសថាម៉េចយ៉ាងបង្កបញ្ហាបាទការបង្កបញ្ហាទៅធ្ងន់ធ្ងរ serious បាទ serious ប្រហែល serious serious នេះយើងវាតាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងស្អីជាគុណនាមណាអញ្ចឹងដាក់វាបាទឈប់សិនដាក់វានេះថាតែវានៅមកគេមកបាទ serious challenge យើងប្រៀបថា challenge គឺបង្កបញ្ហាហ្នឹងឯងបាទហើយវា challenge ធូរសម្រាប់លើចំពោះនេះបាទចំពោះការក្តោបក្តាច់អំណាចអញ្ចឹងពាក្យការក្តោបក្តាច់អំណាចអង់គ្លេសថាម៉េចដែរការក្តោបក្តាប់អំណាចបាទ grip on powergrip on power អូខេប៉ុណ្ណឹងចូលបាទ serious challenge to grip on power អូខេមួយទៀតខ្លីខ្លីស្រួលបាទអូខេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេក្នុងជំនាញបន្ទាប់មិនដឹងថាអូខេយើងប្រើពាក្យថា don't know បាទ don't know បាទគេ don't know what to do next គេបាទ what to do next ប៉ុណ្ណឹងចាំបាទមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេក្នុងជំនាញបន្ទាប់អូខេ don't know what to do next don't know what to do next អូខេ don't know what to do next ប៉ុណ្ណឹងចាំអូខេឥឡូវយើងមកសរសេរលំបាស់ឬក៏ប្រយោគពីរបាទសរសេរលំបាស់ម្ដងគេឥឡូវយើងដាក់ស្មាមកចាំលេគណៈប្រព័ន្ធសុខសាយឯករាជ្យនិងប្រព័ន្ធសុខសាយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនកំពុងរងវិបត្តិគណៈយើងសរសេរពាក្យអីគេគណៈយើងសេពីអះមកអូខេអះហ្នឹងយើងប្រើថាគណៈបើមិនយើងចង់ប្រើពីអះទេយើងប្រើពាក្យ
bị ủng báo là bị ủng báo các bạn là phần ta bây giờ còn bị ác rồi lâu chiếc nữa bà thật nạ dung xe bà propon sọc sai ai kể nâng propon sọc sai mình tự nâng nâng chứ mươi cân hạ bạc rồi chàng chỉ tràn anh chàng xe bị chỉ tràn môn sân ná chỉ tràn nè xe về môn kế nè đã tha bà đã tha mấy mấy lì dưới vật tình mấy lì á và một bàn ọp ọp nó đọc rùm thằng phi được mong propon sọc sai ai kết đếch nâng propon sọc sai miền tình nâng nâng chứ mươi cân hạ bạc rồi chàng chứ có bị ọp mấy lì ọp nó xe ảnh môn propon sọc sai ai kết đếch sân ná và propon sọc sai ai kết đếch xe lắm á nhưng con tác dân thời trăm tha mới cả nạ và con sống sai kết thúc nằm con sống sai mình tập nợ nớ chứ mới cả nạ phẩm và trang trị trang của con đang sống kiện ok lấy dân xe là ta independent ok independent và independent cứ ai kết thúc nó bằng dân xe thà opposition and opposition nếu mà bạn hiện đã hai phần muối tôi sẽ bị ta align nó cứ đại miền sầm tầm nhẹ tầm lớn nè và đại miền tầm nhẹ tầm lớn chỉ muối cần nạp bạn nếu bây giờ bị ta này các bạn này connected các bạn này ok và mình chọn bởi bị align chúng ta mới chung với cái nạp bạn á cái nạp bạn bởi chàng cứ opposition cứ cái nạp bạn bởi chàng như này dùng đặt mối tiết tư bởi quan sọc sai và bởi quan sọc sai cứ mây đĩa và mây đĩa cứ bởi quan sọc sai như này và outlet media outlets và đại mà ok hồi máu bạn cùng phung rương sầm biệt những như xe cầm phong rong sầm biệt như xe cà này mất nè hẹp biến cầm phong thật bàn điều phía đó nè những xe chỉ cà này kìa nhưng xe chỉ cà này cho ok present perfect continuous ok have been pursuing và pursuing ok cầm phong ta rồi mà sầm biệt xe chỉ perfect continuous ok pursuing chồm anh em mới khó pursuing cho và nhưng đã đập bỏ em ok con đang chào ngồi tiền con mang sao bà đạt mày thầm này em chẳng dễ mà con mang sao bà đạt mày thầm này chạm lên con man sa pa da thmai thmai ni chang ang le da thmai con man sa pa da thmai 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 ning da ka in decent week ba pa pa na in decent week da eh ma ke con man sa pa da thmai thmai ni nou sngat sngiem chuap pro chuap mok rohot ba nou sngat sngiem chuap mok rohot chả biết là nơi ngặt nghiêm chọn một là hồn nhưng là xây là thầm mình nơi ngặt nghiêm thì phải biết stay nè và stay cho stay về nơi nơi ngặt nghiêm chọn một là hồn nhưng xây biết là chọn một là hồn relatively hơi vẫn quiet ok quiet nó mà ngập á nè thôi à biết ta relatively nè chọn một là hồ chẳng phải là chẳng à nó bị đại tôi chỉ adverb modify biết ta quiet ok à lấy lời tổng phần ok lên phần chỉ chọn khởi kế chẳng dừng mưa mới thà khi dây bị ấy và trên dịch đây của các phần mềm đoàn một ca phần lọc chúng trên dịch đây có các phần mềm đoàn một ca phần lọc trên dịch đây có các chân khỏe là chụp
យើងអាចថា the only announcement ម្ដងមកការប៉ុណ្ណោះពេលឥឡូវយើងចេះ just announce ok ចេញសេចក្តីប្រកាសឬក៏យើងមិនចង់ប្រាប់ពីតែ announce យើងប្រាប់ពីតែ release ក៏បានដែរ ok release ok release បាន new ព័ត៌មានម្ដងមកការប៉ុណ្ណោះ occasionally យើងប្រាប់ពី occasionallyបាទ occasionally គឺម្ដងម្កា occasionally អូខេយើងយកវាជា adverb ណា modify ពីតើ release ឬក៏ noun នេះចាស់ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណោះអូខេដូចជាចប់ហើយហើយអត់មានអីបន្ថែមបន្ថយទៀតទេហើយ7ហ្នឹងបានទេ clear ហើយបើសិនមានចម្ងល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាននៅខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបជាយ៉ាងឆ្លើយតបដើម្បីបញ្យល់អ្នកនរអគ្នាទៅវិញអេបាទហើយអ្នកនរគ្នារៀនអានខ្លួនឯងណាបាច់ចាំខ្ញុំអានតែខ្ញុំជួយបង្ហាញថាយើងត្រូវតែសេមិនសេមិនប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូជម្រាបលាបាយបាយ